Có bốn cái mà anh vừa mua để anh Justin cùng mấy mấy bạn hai cái bài hiện tại không có trên platform em nó chi phối ở đằng sau hay không, tại cái đó là nó sẽ được điểm với mặt insight với là mặt creative idea product nào tụi em chọn con bài nào chủ lực ở trong cái này. Tụi em không thể chọn hết tất cả đâu, không em không thể chọn hết tất cả, nhưng mà nếu như anh đi thi bài này không, bây giờ anh chỉ chọn đúng một thứ duy nhất để anh nói thôi, thì anh sẽ chọn cái chiếc cargo với lại cùng cái dịch vụ đổi pin, bởi vì dưới góc độ anh chiếc xe này cái giá nó hợp túi tiền của mấy bạn sinh viên về cái dịch vụ đổi pin nhanh nữa, thì anh sẽ chọn chọn hai cái đó. Tại cái audience quá rõ là tôi nói vô mấy bạn sinh viên trường đại học, nhưng mấy bạn sẽ ăn điểm nhiều hơn nếu mấy bạn có một cái nhóm target audience nó cụ thể hơn. Anh ví dụ trong sinh viên thì nó cũng có sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, nếu như mình phân xét mình đó theo năm, nhưng mà trong sinh viên đó nó vẫn có những nhu cầu riêng luôn. Cái ông ví dụ anh thấy có những campaign họ đánh vô xe điện, họ đi cái câu chuyện là của những bạn muốn một cái hành trình mới cho tương lai sắp tới, đúng không? Ông năm tư ông đi ra trường, ông một hành trình mới. Cái ông 12, ông lớp 12 ông đi vô cái lớp vô năm nhất vẫn là hành trình mới, đúng không? Vậy thì hoàn toàn mình có thể kể được những câu chuyện nó liên quan tới hành trình mới gì đó đối với những chiếc xe của mình thôi. Campaign idea là ý tưởng cho chiến dịch này là gì, thì ý tưởng đó nó phải chặt chẽ với lại cái brand platform, giống như đi để trở về mình thấy đó, đi để trở về thì nó có đi để trở về một, đi để trở về hai, đi để trở về ba, đi để trở về tám rồi, đúng không? Đó, brand platform chính là đi để trở về hoặc của campaign idea. Là từng campaign họ sẽ khai thác những cái insight khác nhau. Mùa Covid tôi có insight khác, tôi để campaign khác để nó như vậy. Hơn vậy 6 tháng sắp tới Met sẽ dùng insight gì under cái chuyện mệt hiện tại không, bởi vì có rất nhiều cái mọi con đường, có rất nhiều con đường để đi tới cái đích là mệt. Tôi chọn cái insight gì mệt nhất, sạc là cái thứ mệt nhất hơn, rồi thì mình xuống idea mình phải bật cái đó lên, thì idea mình nó mới gãy gọn về chặt chỉ về cái brand platform này. Thì thật ra khi làm về mặt idea này nọ xuống nó chi phối rất là nhiều. Mình chạy ra thì mình có 6 cái để cần nói nó luôn. Mình có ba chiếc xe, ba cái dịch vụ, mình thì cái gì nó phải nắm lại hết ba chiếc xe, ba dịch vụ đó, thì thường nó là một cái giá trị cảm xúc nha, nó là một giá trị cảm xúc. Bây giờ hãy nhìn, mình nói những cái ví dụ đơn giản nhất là câu chuyện là của đi để trở về đi, thì cái brand platform của họ chính là đi để trở về đó bạn. Còn sau này họ ra dòng sản phẩm giày A, giày B, giày C, giày A có tính năng gì, giày B có tính năng gì, thì đó là những cái mình nói. Nhưng mà mình phải có được cái câu chuyện này, dù ta nói cái tính năng giày e đó nhưng mà vẫn phải là câu chuyện đi để trở về. Còn còn nếu như ta nói cái giày e, ta vẫn nói tính năng của giày e đó nhưng mà theo cái kiểu là một nhà vô địch, thì chắc chắn rơi về cái đại dương của Nike hay là Adidas ngay lập tức liền, hiểu ý không? Nên cái thứ nó chi phối ngầm ở phía sau cái, bởi vì sau này mình sẽ làm phim quảng cáo, mình sẽ làm KV, mình cũng làm TVC, thì mình phải reflect được cái tinh thần đó đi vô, mặc dù mình nói những câu chuyện tính năng, nói những câu chuyện sản phẩm. Ok, tôi là câu chuyện nói chuyện sạc nhanh đó, tôi nói là câu chuyện đổi pin đó, vậy thì bạn chọn rồi KOL nào đổi pin KOL đó nó mang tinh thần thần gì, không để cứ quay một cái clip chạy đi tới đổi pin xong để nói cái 2 phút làm như vậy thì rõ ràng mình sẽ không có awareness cao, tại mình không có cái câu chuyện gì để cho người ta kể ở trong đó. Thì cái brand platform là cái thứ nó nằm ở dưới đó, một cái emotion nào đó nó chi phối tất cả luôn. Mà dưới góc độ anh hiện tại nhãn hàng họ đang có là chữ mệt, là có mệt hết mệt, chắc là họ muốn nói cái tinh thần không có mệt đó rồi. Ok, về từng campaign thì họ họ sẽ tung, ví dụ 6 tháng tới thì sẽ dùng M2 đó, tại sẽ nói câu chuyện giá, nhưng phải tôi dùng cái tinh thần không mệt đó để tôi nói câu chuyện giá hạt đô đó. Tôi có hai cái dấu chấm hỏi càng mới lạ và càng hợp lý thì càng dễ thuyết phục hơn, càng mới lạ càng hợp lý. Đó là campaign idea sắp tới sẽ là gì, bày trên cái brand platform là gì. Cái brand platform đấy thì chắc chắn nó sẽ bị chi phối bởi cái direction, cái định vị của brand hiện tại, là giống như cái bài của cái bạn phía sau là 2 trong 1. Vậy thì
đẩy nó ra, ráng đẩy nó ra, hai trong một, để chi, để cho đỡ mệt hơn, để cho sống vô tư hơn, để cho sống vui vẻ hơn, hay là gì đó, bật nó ra hơn. Thì nói kỹ hơn một chút cho cái câu chuyện brand platform thì mấy bạn chị thấy ở đây, hãy hãy đi để trở về là ví dụ rất tốt hơn, nhưng mà hãy nhìn vô một bốn cái nhãn hàng. Ủa sao là anh là đặt bên tin ở đây ta, anh đặt lộn không, đặt ba cái nhãn hàng về kem đánh răng, nhưng mà mọi người hãy hãy xem nha, đúng là kem đánh răng bên cạnh tôi sẽ nói là tôi có bàn chải tốt, công nghệ tốt, thì họ có những cái câu chuyện cảm xúc ở đằng sau, mọi người có thể thấy với ông Close Up là gì, lãnh địa của ông Close Up chính là khuyến khích tự do yêu, đúng không, cực thơm mát sát gần nhau, yêu đi yêu đi, cổ vũ Gen Z yêu 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 yêu. Ông BS thì ông đi câu đi cái tinh thần nền nẻ hơn là gì, tôi không chỉ bán kem đánh răng mà tôi còn giúp mọi người bảo vệ nụ cười đó, bảo vệ nụ cười. Close Up, tôi không chỉ bán kem đánh răng mà tôi còn giúp gì, tự do yêu. Nên bạn thấy hầu như tất cả những quảng cáo Close Up, dù tôi nói là một cái bot đánh răng mới hay là một cái loại kem mới đi nữa, ở phía sau đó vẫn là hình ảnh hai người hôn nhau, hai người sát gần nhau nó chi phối. Còn BS là gì, là bảo vệ nụ cười, là gì, là mẹ, là bé. Còn con gái là gì, con gái là free to smile, nghĩa là tinh thần của ông là tự do cười. Chính vì cái tự do cười đó, nên họ có rất nhiều campaign, họ đi vô họ tackle những cái vấn đề như là smile shaming này đó, đúng, tự nhiên răng răng tao khờ, răng tao bị thưa, tao cười cái tao bị chỉ trích đồ cái kiểu đó, họ đưa vô đó, họ làm những cái insight cho những cái campaign tiếp theo, họ khuyến khích tinh thần free to smile, họ không cần phải đi vô cái chuyện tự yêu đương như là close up, họ không có cần phải đi theo tinh thần bảo vệ, họ phải là cười rạng rỡ. Thì đã bạn thấy không, là cái brand platform ở phía sau nó chi phối những cái idea là như vậy, thì lúc này mình mới ăn về mặt, mình mới tăng được điểm về mặt creative idea, bởi vì tôi đúng này, tôi thấy mấy bạn bạn ân này, bạn thắng để vạch được một cái con đường để tôi kể cái câu chuyện truyền thông đó, còn tôi kể câu chuyện gì đã tính sau, nhưng tôi thấy được cái đại dương của tôi nữa, đại dương hung hít, đại dương bảo vệ, hay là đại dương tự tin tỏa sáng nụ cười đó, thì đó là rõ hơn.